Sôi pha hôm nay đi xài tiền của cha nè, mua đồ để trở về học nè, thấy chưa, phải không? Rồi gì nữa, nhiêu đó rồi còn gì nữa không? Mấy cái rồi, đếm coi mấy cái rồi. 8 cái giờ còn đòi nữa hả sao vậy? Ghê vậy, đưa đây cha cầm cho. Rồi rồi đi lựa tiếp nữa hả. Trời ơi, mẹ còn kêu tới đòi chia nữa kìa. Kevin hả? Cái này luôn. 8 ở đây là cái thứ 9 rồi. Cho bây giờ xài tiền của cha, mai mốt đi học lớn lên rồi làm có tiền có nuôi cha không sao bây giờ? Dạ, con mua cha chiếc xe Toyota truck. Mua chiếc Toyota truck. Tại con lớn lên, con muốn làm bác sĩ. Làm gì? Con lớn lên con muốn làm bác sĩ. Làm bác sĩ hả? Đúng rồi, làm bác sĩ mới có tiền mua được chiếc Toyota truck chứ, mà làm hả? Làm McDonald chỉ mua được cái french fry thôi. Doctor. I never keep up with my YouTube. Yeah. I have a lot of people love me in my YouTube. I'm lucky. I never keep up. Wow, that's too big. You buy for me, you buy for you or for her? This one, we're buying this one. No, that's bự quá vậy. Bự không? No, dữ. Cái này con mặc cái áo màu trắng vô. Oh, wow. 10 cái rồi hả? Còn nữa hả? Lớn nữa. Rồi đó coi. Chiếc này là cái như là hả? Gì con? Hử? Gì? Hôm nay Alice just spend 100 đồng. Gì? 100 đồng như đây mà 100 đồng như đây cũng đã mấy trăm rồi. Chưa, cái này chưa hết, còn nhiều lắm. Trời đất ơi. Còn nữa hả? Vụ này cái bộ hơi bị căng rồi nha. Rồi xong rồi ha. Nóng vậy đó hả? Xong giúp con mà còn ngoại phim nữa. Xin đi lại trả tiền đi. Cha không có tiền đâu. Con đâu có tiền. Cha đâu có đem tiền theo đâu. Thôi. Cha cầm một cái. Đi lại đẳng đi, đem. Con đâu có tiền đâu. Thì đem bỏ đẳng đi, có gì xin việc làm ở đây. Làm ở đây đỡ. Đứng đây. Đứng xếp hàng đi. Trời ơi. Đồ trở về học school nè. Quý vị thấy nó xài tiền của cha nó rồi. Ui chú cha ơi. Trời ơi. Để cha coi cho bao nhiêu nha. Muốn làm bác sĩ phải không? Chắc chắn chưa? Không chắc chắn nữa. Tại sao? Hả? Tại sao? Sao nãy mua đồ vụ tôi nói làm bác sĩ rồi giờ không chắc chắn làm sao? Hả? Chứ làm gì? Không biết. Sao không biết được? Bây giờ dùng tiền. Dùng tiền của tôi rồi giờ rồi nói là không làm bác sĩ làm sao? Mua đồ quá trời rồi làm sao giờ? Hả? Chàng chúc mấy người này tính tiền xong xuôi rồi tới mình vô. Để coi thử coi làm sao. Cho bỏ lên con nghe nặng. Ok, cha cần sao? Nè, không cần cái. You chop your key. Oh, thank you. That's it, Sophia. Okay.
Vía, quậy cái vỏ này đi làm bác sĩ đi. Xong rồi đó. Đi học rồi làm bác sĩ. Xong rồi đó. Tổng cộng là mấy cái hồi nãy? 10 mấy cái phải không? Mình đi lên đường này nè. Hồi nãy xe mình đậu trên lầu phải không? Mình phải đi lên lầu xong rồi mình mới đi. Bây giờ đưa cha cầm cho. Sao không đi ra xe? Nhớ chỗ. Mẹ quay cho Thôi. Cái này có nhạc hay sao mà anh?